Hello, chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình lại ra khu ABC chợ để đi chợ và mua trái cây về ăn và chia sẻ với các anh chị ở sinh hoạt tại đây. Mình cũng kiếm một vài cây ăn trái để về mua đem về trồng. Cây này là cây mận, hình như cây mận này đang ra hoa rồi. Cây mận ở nhà mình trồng thì không bao giờ thấy ra hoa, trồng mấy năm trời luôn rồi đó. Cái này cây mận trái quá trời. Nói vậy chứ về nó không có đậu. Ôi vậy hả? Bán bao nhiêu chị? Cây này bao nhiêu vậy? 140 hả? Ừ, bông về mà không có đậu hả? Nó rụng hả chị? Nó rụng hết nè, nó đâu đủ sức đâu đậu. À. Có cây nhãn nó ra trái luôn và cũng không đậu. Nhãn nó cao nữa mà đậu không được. Vậy hả? Nó lâu. Trời nắng quá hay sao? Không phải, nó chưa đủ sức để đậu. À. Ba vậy đó mà chưa đủ sức để đậu. Cái này chắc cây mận này đó là 2 năm là được. À, như còn cây nhãn bao nhiêu chị? Cây nhãn thì tôi nghĩ phải 3 năm trở lên là mình hên đó. Yeah. Là mình hên nó có. Nhưng mà mùa này tốt để hạ cây nó lên, nó lại nó lên. Mùa này là hạ cây nha. À. Nó mà nó lên là nó lên dữ lắm luôn á. Ở đây trồng nhãn. Đây thấy chút xíu mà thấy nhẹ nó trái quá. Có đầu nó là sùm lên luôn. Dạ, chị. À. Có người 6 năm. 6 năm trời. Dễ sợ. Mà nó lên dữ lắm. Nó lên rất là đẹp. Mận cũng vậy, nó mận nó lên dữ, nó trái đều luôn á. Vậy sao em thấy cây chút xíu mà thấy nó ra bông quá nó trời. Nó ra bông là mình thấy có hy vọng, nhưng mà nó chắc khoảng 1-2 năm nữa. À mấy cây chiếc, à chắc mấy cây này cây chiếc quá. 1-2 năm nữa. À. Một chị tính mua hả? Định mua đó. À. Mua bên này cây ổi ha. Đẹp hả? Bầu này ăn ngọt lắm. Bầu nhiêu trái chị? Trái bầu 12 đồng. Trái này 10 đồng. 10 đồng trái bầu? Dạ. À, trái bầu dài dữ ta. Còn cái này bao nhiêu chậu chị? Cái đó 1 chậu 5 đồng. 5 đồng chậu. À. Rồi cảm ơn chị. Cái này 280 hả chị? 280 dạ. Cây bên trong hay bên ngoài? Cây bên trong nè, có cây mộng. À wow. Em có cây trong nó ngon hơn 300. Ở trong tiệm của em. Wow. Cái này bao nhiêu? Cái này mã cầu nha. À mã cầu à. Dạ mã cầu gia thái. Dạ. Trái này, bao nhiêu cây này chị? 480. Wow, 480 cây này. Mùa này trồng thả xuống được không hay phải chờ? Đúng rồi, mùa này thả xuống được. À. Căn cua này 8 đồng hả? 8 đồng dạ. À. Thấy cái cây nhãn này ngon lắm nè. Nhãn hộp tiêu da bò 300. Cho em chụp cái hình đó ha. Wow, okay. 300 đồng cây nhãn này. Nhãn hộp tiêu da bò. Cây măng cầu này 500. Đứa bạn em nói chỗ này chỉ có bán măng cầu đỏ phải không? Đúng. À. Rồi chị có không? Chị có măng cầu đỏ không? Có đậu trái luôn rồi, đậu có cây trái. Lớn, cây nhỏ luôn. Wow. Cây này nhiêu chị? Cây này 320. Có cây nhỏ hơn trong. Wow. Nó ra bông quá trời kìa. Cái đó này,
Cái này là na hoàng hậu nè anh. Chị, cái này nó tự nhiên nó kết trái hay là mình phải chăm? Mình phải chấm. Và wow, phải chấm hả? Mình phải chấm mảng cầu nào cũng phải chấm. Không biết chấm sao? Biết cái nào được lên, cái lên YouTube, lên YouTube hả? Nó không có được cái vậy, nó có được cái nhưng mà nó đại khái cái bông nó là lưỡng tính, nó là hai nhưng mà mình phải chấm nó mới mình ra phải bông chấm. Chứ mấy con ong nó bay nó không có giúp được, nó đâu có biết đâu. Thì có thể cái cơ hội nó có chứ không phải là không, nhưng mà nó ít, còn mình chấm nghĩa nào cũng đậu hết. Dạ hay ha. Rồi cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, ha rồi, cảm ơn. Dạ. Và bây giờ mình đang đứng trước tiệm cắt tóc nha các bạn. Đây là tiệm cắt tóc đây. Cắt tóc cho đàn ông 7 đồng, cắt tóc cho đàn bà 10 đồng. À, uống tóc thì 25 đồng, nhuộm 20. The big one is a dose. Sáu động cây ớt hả chị? Đúng rồi, sáu động cây. Này như một chậu chị? 14 đồng chậu ha. Này là rau càng cua ha. Ở đây có bán mít, bán chuối, bán nhãn, bán cây vải, rồi bán luôn lá lốp nữa nè, cây lá lốp đây nè các bạn. Chợ này thì cuối tuần thì bà con ra đây bán cây nhiều, bán cây ăn trái hay là bán rau, cải, rồi bán trái cây. À, cũng rất là nhiều người xuống đây đi chợ ở đây và đi mua đồ ăn ăn. Kế bên cái chợ này thì cũng có một cái chợ rất là to, bán rất là nhiều, gọi là siêu thị ABC. Thì cuối tuần bà con dồn về đây để đi chợ cho một ngày, rồi ăn dùng cho một tuần luôn. Và cũng có cái nhà băng rất là to đây, nhà băng Up America. Thì ở đây bà con cũng rút tiền hay là bỏ tiền vào nhà băng này nọ cũng rất là đông. Cái đó nhiêu chị? 40 đồng. Mận cầu Úc hả? Mận cầu xiêm. Mận cầu xiêm. Ừ, mận cầu Việt Nam ấy. Dễ trồng không chị? Dễ. Cái này dễ trồng lắm. Cái trái nó bự lắm hả? À, trái bự. Ăn chua chua ngọt ngọt á. Rồi, mau lớn lắm. Nó đâm tượng hết hết mặt kìa. Cái này là cây chiếc hay là cây chiếc? 10 đồng được không? Rau răm nhiêu hũ vậy chị? 6 đồng cho. Mà có
Ngò gai 2 triệu đồng chậu hả? Cái ổi bao nhiêu chị? Ổi là 75. 75 đồng cái ổi. Wow. Dạ, cảm ơn chị. Ở trong mấy cái tiệm bán trái cây này thì họ có xẻ mấy trái mít ra rồi họ lột ra từng muối rất là sạch sẽ và rất là ngon, mít rất là ngon ở đây. Và bỏ từng hộp, có bán hộp thì 6 đồng hộp hay là 10 đồng hộp. Về nhà khỏi mất công mua một trái rồi mất công về nhà xẻ trái mít ra, mất thì giờ dính mũ này nọ tùm lum hết. Cho nên mít ở đây đó họ đã sắc sẵn rồi, ăn rất là ngon. Họ lấy muối ra sẵn chứ không phải là sắc sẵn. Hello chị Bảy Cali, hello. Đi đâu vậy bạn? Cái nhãn ngon lắm, ăn nhãn không? Tươi không? Tươi. Bao nhiêu phào? Nghe lời bạn này cho nên đi về hướng này mua nhãn ăn. Mà nhãn này nhãn nhà trồng hả? À, nó nhãn hột tiêu rồi mà nhà trồng, sao đâu muốn coi ăn cho coi hái nè. Rồi thôi thôi được rồi cho. Mấy bịch? Bao nhiêu phao? Một bịch 20, muốn lấy mấy bịch chị đây hả? Một bịch 20 đồng hả? Ừ. Muốn lấy lẻ thì con lẻ chứ. Một bịch tới 20 dữ à. Bao nhiêu phao chị, một bịch bao nhiêu phao? Một bịch 2 phao hơn. 2 phao là 1 ký, 20 đồng. Quay phim. Em lấy thêm hộp rồi cho cái này. Em lấy cái lẻ ngoài. Rồi lấy mấy phao? Sao? Ở đây, ở đây mà. Đây. Ngon quá chị, càng nhỏ này càng hành tinh. Được cũng như được nha. Dạ. Ok. Nghĩa thôi, nó như đó nha. Hai bao chưa? Sao muốn lại hơn được, cái này ba phao. Lấy hai bao thôi, hai bao thôi. Hai bao. Lấy hai phao thôi. Hai bao thôi. Bỏ cho em này. Rồi, giờ mới đủ rồi em, đủ rồi em. Thêm cái vải thử thì ngon, là ngon lắm. Gãy nhà chồng luôn á hả? Đúng rồi. Em ra nó ẩm nó vào sau xe hả? Rồi, bấm vô. Không,
có ha. Ngon lắm chú. Giá bao nhiêu không? Một bịch thì là 12 đồng, coi như cái thằng 20, 32 đồng hết, lấy 30 đồng rồi. Ngon lắm. Ăn dễ không? Tôi có luôn. Rồi thì rồi lấy luôn đi, 3 triệu đồng, 2 bịch. Tặng thêm hộp mít nữa. Một hộp mít luôn nha. Giỡn chơi. Tặng thêm hộp mít. 7 đồng á, mấy 5 đồng. Không lấy mít. Không lấy thôi. Đâu rồi, của em đâu. Rồi, 30 đồng phải không? 30 đồng. 30 đồng. Cảm ơn chị. Cảm ơn nha. Rồi. Cây nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn. Ủa cái lá bịch trong bịch đó là gì vậy? Ủa chai vải đó trong bịch là gì vậy chị? Cái này đặc biệt hơn nữa, 8 đồng một phao. 8 đồng một phao chai vải hả? Vải đó đâu ra? Cũng ở đây trồng luôn nhưng mà nó là vậy. Trời ông ngồi thăm kia mà sao không đúng? Cái nó đỏ hơn. Cái này nó xanh lè vậy, nó ngọt không? Không, còn xanh ngọt thử nè, xanh lét nè. Rồi, thanh kiều. Rồi. Cho thử trái này được không? Không á. Không cần hả? Không. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Rồi, đi. Rồi, đi, đi, đừng đứng nữa. Lá lốp nhiêu chị? Lá lốp 22 đồng, lấy 20. Một cây 20 đồng. 5 cây, đừng có nói 1. Ồ, 5 cây chậu. Chậu á, không có trồng. Rồi, ok, thôi, cảm ơn chị. Chị nói gì? 20 hả? 20. Không thấy mặt. Không thấy mặt, không mặt. Không, bảo đảm 100% không có thấy mặt. Thấy mặt phải trả tiền chị. Những người bán ở chợ này thì đa số họ không muốn bị quay phim, cho nên mình quay thì không có quay mặt họ cho họ đỡ mắc cỡ. Và bây giờ mình sẽ quay cảnh cây ăn trái ở nhà mình trồng nha các anh chị và các bạn. Thì mình mắc lo đi làm YouTube, không có thời gian chăm sóc cây ở nhà, cho nên hôm nay hứng cho nên quay những cái cây gì nó có trái sẵn thì để chia sẻ đến với các anh chị và các bạn cùng xem. Ở đây có cây chuối. Và ở phía dưới thì có cây đu đủ. Đu đủ này, đu đủ Hawaii. Thì trái nó rất là nhỏ nhưng mà cũng rất là ngon. Cái trái đu đủ này đó thì là đi Costco rồi mua đu đủ Hawaii về ăn. Ăn xong cái bỏ mấy cái hộp dưới đất thì nó lên rất là nhiều cây đu đủ con. Rồi từ đó mới trồng lên. Và bây giờ nó đã chín cây, được 3 trái rồi. Còn bên này là chanh xanh. Chanh này là chanh rất là to, quả rất là to và nhiều nước, lại không có hộp. Cây chanh này là cho rất là nhiều trái đây. Ở Cali này thì đất rất là trồng cây rất là tốt, nhất là ở quận Cam này nè, trồng rất là nhiều thứ trái cây ăn rất là ngon, giống như nhãn. Mình cũng có cây nhãn nhưng mà nhãn nó đang trái rất là nhỏ xíu à, chưa có lớn. Để chừng nào nó lớn chút thì mình sẽ quay vô để chia sẻ với các anh chị và các bạn. Thì Cali lúc nào đất cũng nắng ấm đẹp hết, cho nên trồng được nhiều thứ. Có thanh long nữa, thanh long, ổi, rồi bạc hà, nhà cũng có trồng bạc hà, rồi rau sống này nọ đầy đủ hết, trồng xả nữa, trồng tắc nữa, nhiều thứ lắm. Còn đây, cây này là cây chanh Thái Lan. Thì chanh Thái Lan thì không có ăn quả, chỉ có hái lá đem bán thôi. Thì lá chanh Thái Lan á, thì đem đi bán được cũng khoảng 10 tới 12 đô cho mỗi một pound, thì khoảng dao động khoảng chừng 20-24 đồng cho 1 kg lá chanh. Thì một số nhà hàng và một số cơ sở họ thu mua lá này về, thì chắc là làm đồ ăn Việt Nam đó, họ dùng lá chanh Thái Lan này rất là nhiều. Cho nên có lúc rảnh đó, thì mình lặt từng lá này ra và cân pound rồi đem bán. Nhưng mà lúc này cũng bận quá, cho nên cây nó cũng ra nhiều mà cũng không có thời giờ hái. Trái chanh này thì ăn không được, không có nước. Còn bên này là cây mận của Mỹ. Cây mận này cho nhiều trái, nhiều quả, rất là to, rất là ngon. Nhưng mà ít khi nào mình ăn lắm,
chỉ có chim xuống ăn thôi. Tại vì cũng không thích mận Mỹ. Mận Mỹ không có ngon bằng mận Việt Nam. Mình cũng có cây mận trồng kế bên cây mận Mỹ, trồng cũng được mấy năm rồi mà thấy chưa có ra quả. Chỉ có cây mận Mỹ thì ra quả rất là nhiều. Và cây này trồng á, là khoảng tháng 4 nó ra hoa rất là đẹp. Hoa giống như hoa anh đào vậy đó, đẹp lắm. Cho nên trồng tháng 4 thì ra hoa, thì đến tháng 7 thì nó ra trái nhiều, rất nhiều đây nha. Những quả này rất là đẹp. Nhiều khi ăn cũng ngon lắm, nhưng mà lâu lâu nó bị chim nó hay xuống ăn mổ á. Chim nó thấy quả to đẹp như thế này là xuống nó hay mổ nó ăn. Thì tới lúc mình ra mình ăn là không kịp với nó rồi, bị mấy cái quả nó bị ăn, nó mổ lủng lủng hết.